Dạ em Túc Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Em nghe em khui anh em một cặp Deluxe 243 bản Limited Edition ha. Thì đây là cái cặp được em mua đấu giá từ Nhật về anh em ha. Đây thuộc quách còn rất là đẹp ha. Tem Deluxe trên vẫn còn nguyên ha. Mới dán một lớp keo thôi. Đây tem niêm phong từ Nhật bay về ha. Đấy, nó còn chưa một lớp, chưa có dán keo nào mà chồng qua lên anh em ha. Và nguồn gốc ha. Đây. Em là tên là Minh Tài anh em ha. Em mua hồi 28 tháng 5 năm 2024 nè. Đây là nguồn gốc ha. Thì hôm nay nó là ngày 6 tháng 6 thì cặp này em mua đi bay về ha. Thì anh em cứ check ngày ha. Và khi mà đây là cái tem này không thể nào mà in giả làm giả gì được anh em ha. Còn anh em lọt cái tem ra nó sẽ mất ha. Mất cái thông tin này. Đấy, thì tất cả hàng Nhật về đều có tem để anh em check được đầy đủ hết ha. Đây, đó là 243 bản Limited Edition, cặp này là cặp màu đỏ anh em ha. Đây là cái thùng ha, thùng shop của nó nè. Đấy, khi người ta dán tem vào để người ta biết là giống như từ bữa đó vận chuyển về chưa có ai mở khui ra ha. Người ta vẫn dán tem kiểu là tem niêm phong á. Đấy, rồi bây giờ em sẽ khui anh em xem. Thì cái cặp này nó sẽ rơi vào rất là nhiều mức giá. Lúc trước em hay dao động từ 25 đến 26 triệu. Có những cặp có thùng shop mà đủ chân thì nó khoảng 30 mấy triệu. Thị trường này nó cũng có nhiều giá anh em ha. Anh em thì anh em chơi sành, anh em cứ cân nhắc ha. Thì cặp này em mua đấu giá ở Nhật về, tốn phí bay về. Giá hiện tại nó là 26 triệu 500 anh em ha. Nguồn gốc rõ ràng. Rồi, bây giờ em sẽ khui cho anh em xem. Anh em mình cứ cân đối ha. Dạ. Dạ đây, thì nó bao gồm thùng shop, catalo và hướng dẫn sử dụng ha. Đầy đủ ha. Thì đây em mua ở cửa hàng đấu giá Rere anh em ha. Đây là cửa hàng bên Nhật. Đây là cái chép còn nguyên siêu chưa lọc anh em ha. Em xin lỗi, cái này là cái chập bảo vệ chép, miếng nhung bảo vệ chép phía trước ha. Có nhiều anh em xài, còn có nhiều người ta không xài. Tại còn để nó nguyên như vậy ha. Mốt ốp sắt áo trầm đầy đủ anh em ha. Đầy đủ hàng áo trầm. Rồi bây giờ em sẽ bỏ lo lên em quay chi tiết anh em xem. Cặp này hiện trạng rất là mới và đẹp ha. Dạ rồi, thì đây là cặp lo nè. Thì cặp này nó là bóng piano ha, chân gỗ bóng piano. Thì nó phía trong nó là gỗ lạng, được hãng phủ một lớp bóng piano phía bên ngoài. Thùng quách đẹp, liền lạc, không trầy trụa, không bể nở tí tẹo nào cả ha. Và cái cặp này nó là trùng series với thùng anh em ha. Series là 965 và 964 ha. Series liền kề và series của lo và thùng đều trùng nhau anh em. Đây anh em nhìn cái chất nó nè. Cái màu nó rất là đẹp ha. Nó là một màu đỏ đô bóng piano. Và đây phần lưới căng nè. Lưới căng cực đẹp, không rồi, không rách, không lỏng tí tẹo nào cả ha. Đây. Lưới rất mới và đẹp. Không bên trong cũng vậy nè. Không gãy bể nổi tí tẹo nào ha. Rồi đây phần lưới em bỏ nguyên một bên nè. Rồi về tiếng lo. Đây anh em xem. Tiếng lo rất là mới và đẹp ha. Nó sử dụng một cái bát kim cương nè, gân cao su và một cái chép Limited Edition nè. Thì đối với cái bản Limited và cái bản thường nó chỉ khác nhau cái về chép nè và phân tầng phía bên trong và dây lo kết nối phía bên trong. Nó chỉ khác như vậy thôi anh em ha. Nó sử dụng dây lo phía bên trong là của Van Der Hiel luôn, rất là chất. Bản Limited mới sử dụng như vậy. Phân tầng thì nó cải tiến xíu so với bản thường. Rồi, thùng quách đây nè. Bóng là siêu gương được luôn ha. Anh em thấy vân gỗ nè. Rất là đẹp. Đây, cái này là vân gỗ chứ không phải là bị gì anh em ha. Đó, nó vân gỗ, mắt gỗ nè. Đấy. Rồi, phía bên nè. Tay phải nè. Cặp này nhỏ nhỏ nên tiếng rất là hay nè. Lúc trước em hay về những dòng này đó, dòng này giờ nói chung tương đối bên Nhật cũng khá là ít hàng và giá bữa nay cũng rất là cao nè. Giờ ở Việt Nam mình thì ế chậm, thì anh em còn ôm hàng thì còn hạ giá được, chứ bây giờ nếu mà cầm tiền đi mua giá những cặp lông mới thì chưa chắc gì mua được. Giá bên Nhật chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm anh. Ngay cả những dòng xe đạp cũng vậy. Nay em bích về xe đạp vậy, xe đạp này cực kỳ khó mua và giá rất là cao. Rồi em quay phần phía sau ha. Đây. Vì sao cũng liền lạc đẹp, cặp này nói chung là không có điểm trừ đâu nè. Series này nè. PS23 Limited Edition ha. Series 965 và 964 mặt in gặp money ha. Cầu đi qua đầy đủ nè. Đấy sao rất là mới. Anh em dọn phía trong dọn chép nè. Chép nó hoàn khè bảy màu luôn.
thùng quét là đẹp nguyên bản tuyệt đối hết ha, và lo nguyên bản tuyệt đối. Thùng châu cặp này mới trên 95-96% rồi nè anh em, và xa anh em xem mà đồ đẹp nè, rất là mới ha, từng ốc mát cũng vậy nè, chép là bốn sáng kèn, và đặc biệt cái màu nó rất là đẹp anh em. Cặp này anh em thấy nhỏ nhỏ thì cho anh em chơi tiếng bát không bao giờ mà thua những cái dòng lo lớn đâu, chất bát và ngay cả tiếng bát xeo hồi nào nó cũng vang, và tiếng bát xeo hồi nào nó cũng cái tiếng mít đó, nó vẫn lớn và chép nó vẫn tơi hơn những dòng lo lớn rất là nhiều, anh em nghe nó rất là đầy ha. Bởi vì sao những cái cặp lo nhỏ mà nó mắc tiền như vậy, ngay cả cái cặp Sonos Kaper thì cũng vậy nè. Cái dòng bát xeo này anh em nào chưa bát xeo thì anh em à, chưa cảm nhận được chất tiếng của xeo đâu, nó rất là hay ha. Rồi thì giá cũng 26.500 anh em ha. Dạ rồi bây giờ mình gắn dây và em test ha. Thùng quách là nguyên bản tuyệt đối ha. Về thông số nè, kháng trở nè, từ 4 đến 8 ohm, công suất từ 60 đến 80W mỗi phân thùng. Ha. Kháng trở thì dao động từ 4 đến 8 ohm nè. Đấy. Thì đối với những dòng này cũng tương đối dễ ghép anh em. Anh em có thể ghép đề nông nè, cái những dòng ly châu Âu nè, những dòng ly Nhật thì anh em có thể ghép vào đề nông nè, hoặc cầm răng, hoặc là những dòng sensui đời mới ha. Thì những dòng này cũng không có kén âm ly mấy, ly đèn anh em cũng thể ghép được rồi. Và đặc biệt những cái dòng mà hay lắc cái đời này là đời chép, nó tiếng rất là hay ha. Rồi bây giờ em sẽ gắn dây vào. Dạ thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Thì sẵn đang test cái con mixer bàn Dynacord 600 này nè. Sẵn em lấy công suất của chiếc mixer bàn qua đây em test luôn ha. Thì mời anh em nghe một đoạn nhạc mạnh trước nè, thể hiện tiếng bass rất là ghê ha. Giờ cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần, và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Nếu xưa giờ đây chỉ như xót xa trái tim này, bởi vì sao tôi lại đi để lại xa lưu. Rồi mời anh em nghe một đoạn acoustic quen thuộc ha. Làm sao
sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết tình tôi. Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hờ, người tình năm cũ giờ bước theo trường. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em. Thì em cũng xin là kết thúc clip ha, và giá là 26.500 cho một cặp ba lắc cực đẹp như này. Rồi em xin cảm ơn em.